chiều 11 tháng 10, liên quan đến trường hợp công an tỉnh Cao Bằng nhận chiếc xe ô tô trị lạnh lẽo 3,7 tỷ đồng do doanh nghiệp tặng, thương lượng với Bộ, điều khiển văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho rằng thông tin này là chưa đầy đủ. Theo đó, sự việc xảy ra vào năm 2016, đến năm 2017 đến 2018, Bộ Công an và Thường vụ tỉnh ủy Cao Bằng tiến hành kiểm điểm xử lý kỷ luật nhiều cán bộ có liên quan, trong đó có cả điều khiển công an tỉnh. Đến tháng 3 năm 2018, sự việc này đã được xử lý kết thúc điểm nhưng lại thể hiện theo thông báo phát hiện trong năm 2019 là chưa hợp lý, vị này nói. Vụ việc công an tỉnh Cao Bằng nhận chiếc xe trị lạnh lẽo 3,7 tỷ đồng chưa được đưa vào thông báo phòng chống tham nhũng năm 2018 của tỉnh này. Ảnh Minh Hội. Tuy nhiên, sáng sủa 12/10 cũng thương lượng với Bộ về vụ việc trên, một nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ khẳng định việc đưa trường hợp công an tỉnh Cao Bằng nhận chiếc xe 3,7 tỷ vào thông báo năm 2019 là đúng. Cụ thể, thông báo này được thực hiện theo quy định của luật phòng chống tham nhũng cũ và các văn bản điều khiển. Theo đó, địa phương dựa trên quy định về tiêu chí để xây dựng thông báo về phòng chống tham nhũng theo niên độ từ 30/9 năm trước đến 1/10 năm sau để gửi chính phủ. Trên cơ sở này, Thanh tra Chính phủ tổng hợp lại. Người chịu nghĩa vụ về tính đúng đắn của thông báo chính là các địa phương, Thanh tra Chính phủ chỉ tổng hợp số liệu chứ không thể thẩm định. Trong vụ việc chiếc xe ô tô 3,7 tỷ đồng, thông báo của tỉnh Cao Bằng nói rõ rệt số liệu được thu thập trong niên độ thông báo. Thanh tra Chính phủ cũng rà soát và nhận thấy vụ việc chưa được nêu trong thông báo phòng chống tham nhũng năm 2018 của Cao Bằng. Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ xây dựng các dự thảo điều khiển thực hiện luật phòng chống tham nhũng mới, trong đó có tiêu chí, quy trình xây dựng thông báo về công tác phòng chống tham nhũng hàng năm. Các quy định sẽ được xây dựng theo hướng làm sao để Thanh tra Chính phủ có thể thẩm định, tấn công lạnh lẽo lại thông báo từ các địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả và tính đúng đắn của thông báo. Như Bộ đã đưa tin, Thanh tra Chính phủ mới đây có dự thảo thông báo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 trình Chính phủ để gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 diễn ra cuối tháng 10 tới đây. Báo cáo nêu rõ rệt có 3 trường hợp nhận dàn không đúng quy định với tổng trị lạnh lẽo gần 4 tỷ đồng. Trong đó, một số điều khiển công an tỉnh Cao Bằng nhận dàn tặng là một chiếc ô tô có lạnh lẽo trị 3,7 tỷ đồng vào năm 2016. Quá trình xác minh, Bộ Công an xử lý kỷ luật cảnh cáo 2 trường hợp, tỉnh ủy Cao Bằng kỷ luật cảnh cáo 3 trường hợp, công an tỉnh xử lý cảnh cáo 2 trường hợp, khiển trách 1 trường hợp.